法律究竟是不是公平呢？一个涉嫌绑架杀人的疑犯竟然可以借助宁中勿枉这种的法律精神得以脱罪，相反地在同一件案里面的另外一个疑犯，他竟然就法律问题。theo như những bằng chứng kể trên và theo lời khai của nhân chứng cho thấy thân chủ của tôi tuyệt đối vô tội. Tôi vô tội, tôi tuyệt đối không giết người, tôi không làm gì hết. Bản tòa hiện giờ tuyên phán bị cáo tôi danh thành lập theo luật xét xử. 相信好多人都知道香港是一个尊崇宁中勿枉法律精神的地区，在宁中勿枉的法律精神底下，人人平等，所有未经审讯而定罪的嫌疑犯他们都是假定清白，这种在法律上就叫做无罪假定的保护了。根据联合国世界人权宣言第十一条，任何人未经法庭正式审讯而裁定有罪之前，在法律上都是假定为清白的。或者有人会认为这样的做法才可以对所有的被告人公平，但有时候这种法律原则都可以是一把两面刀，可以是天使的盾牌，亦都可以是魔鬼的武器。无论是无辜的人或者是真正有犯罪的人，都可以利用它来挑战法律的。1982về rồi hả? Thì thông minh chưa về sau. Chưa bệnh nữa hả? Sắp xếp rồi. Nó còn kêu nấu dưa cá cho nó ăn kìa. Lo đồ ăn đi, tôi nghe cho. Hello. Nghe cho rõ. Chúng tôi bắt con trai của ông. Hả? Nếu giờ muốn con trai còn sống, hãy chuẩn bị 200.000 miếng kim. Hả? Hả? Hello. Hello.Hello. Chuyện gì hả? Thằng Minh bị bắt cóc rồi, đòi 200.000 miếng kim đó. Báo cảnh sát đi. Bà Lưu à, bà đã nghe điện thoại vào lúc mấy giờ? Khoảng 6:30. Sếp à, sếp cũng thấy gia đình tôi hoàn cảnh thế nào chưa? Tôi lái xe kiếm ăn đó, mỗi tháng 3.000 đồng thôi, đâu có nhiều tiền tới như vậy. Vậy bình thường có làm mất lòng ai hay không? Sếp à, tôi làm ăn đàng hoàng tử tế đó.Đâu có làm muốn làm của ai đâu. Ông có nhận ra tiếng trong điện thoại là ai hay không? Cái tiếng nghe quen lắm, nhưng nhất thời tôi cũng nhớ là người nào thôi. Ông nhớ kỹ lại đi là ai. Từ từ suy nghĩ đi. Nè, mấy cái vụ bắt cóc đa số là do người quen gây ra. Nghĩ lại coi, gần đây có gặp người nào đặc biệt hay không, hay là bà con thân thuộc, bạn bè gì đó? Lâu quá không gặp. À, chính là nó. Thằng Tân.Chính là nó đó, thằng Tân. Các người tìm ai vậy? Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi đã tìm ông Trương Nhật Tân. Đợi chút nha. Có chuyện gì? Ông Trương, ông bị nghi ngờ liên quan tới vụ bắt cóc, mời ông theo chúng tôi về hiệp trợ điều tra.Cái gì? Ngày hôm qua vào khoảng 6:30, ông đã đi đâu và làm gì? Tôi đi rước cháu của tôi. Ông chủ của tôi đi Đại Lục một tuần lễ mới về đây. Đúng lúc đó anh và chị dâu của tôi lại đi du lịch, cho nên nhờ tôi và vợ của tôi chăm sóc cháu của chúng tôi. Madam à, vậy chứ đã xảy ra chuyện gì vậy hả?Sếp à, nhìn ông ta không giống như là bắt cóc đó. Theo như lời khẩu cung của họ Lưu, ông nói là có một người bà con có tiền góp vốn chồng làm ăn nữa, còn hứa sẽ góp 1 triệu đồng. Có lẽ nó nghĩ là ngoài số tiền đó, ông ta rất có thể là còn có tiền để mà chuộc người, cho nên bắt cóc con trai ông. Coi đó, giá tiền chuộc cũng phù hợp lắm, có phải không? Có lẽ ông ta không nói chuyện này với một người có đúng không? Tôi đã lật cái tẩy của ông ta rồi.Ông có một người bà con làm cảnh sát, thời gian trước kia còn phá được một vụ án bắt cóc nữa, cho nên rất có thể là ông đã nghe qua làm sao để bắt cóc người và kiểu cách làm việc của chúng ta nữa. Theo tôi nghĩ, dù tên này không phải là chủ mưu đi nữa thì cũng là đồng bọn. Nhưng mà sếp à, đừng nói nhiều, chúng ta chịu trách nhiệm bắt người thôi.
Còn cái việc có lỗi hay là không có lỗi không phải do mình quyết định đâu, là do bồi thẩm đoàn và quan tòa quyết định. Tới giờ rồi, vô đi. Yes sir. Madam, bao giờ tôi sẽ đi được đây? Bây giờ có nhân chứng nhìn thấy ông lấy chiếc xe của ông chủ rất một đứa bé. Ông giải thích làm sao đây? Không có. Madam, tôi thực sự không có làm mà. Có người đã nhận ra bản số xe của ông. Ông còn nói là không? Không có. Tôi đã nói là không có mà. Tôi nói không có mà. Tôi không biết làm sao nữa. Không có. Ông nói là ông chủ không có tại Hồng Kông. Không phải là ông lái xe của ổng. Vậy còn ai nữa? Không phải tôi đâu. Là thằng Đường đó. Ngày hôm đó nó mượn xe của tôi, dùng xong nó để dưới lầu đó. Cái thằng Đường đó. Thằng Đường mà. Ai là thằng Đường? Làm thiếu đường đó. Vậy mà tưởng trà hả? Đừng nói nhiều, cứ đồ uống đi. Bên bao nhiêu bơ trà sữa? Dạ biết. Tính tiền. Nè, ông muốn làm gì? Cảnh sát, bây giờ nghi ngờ ông tham gia vào vụ bắt cóc. Hãy theo chúng tôi về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra. Dẫn nó về. Yes sir. Đi. Dùng cái gì? Đi. Đi. Sao đây? Chừng nào thả tôi ra đi? Ông tuyên bố là tôi vụ làm thiếu đường ra, ông thả tôi mà. Nhìn nhận rồi. Cái gì hả? Lâm thiếu đường đã nhìn nhận có liên quan tới vụ bắt cóc người. Nhưng nó nói vụ đó là do ông chủ mưu. Cái gì mà chủ mưu? Tôi không biết gì hết, không có liên quan gì đến tôi. Tôi vô tội mà sếp. Bình tĩnh đi. Sếp tin ông. Nhưng mà việc này chúng tôi đã làm qua nhiều rồi. Thông thường can phạm muốn tẩu thoát, họ đều muốn đổ hết tội lên người khác. Như vậy làm sao hả sếp? Phải tính làm sao đây? Tôi có vợ có con đó, tôi không thể ở tù đâu. Nhất định phải cứu giúp tôi đó. Vậy phải coi bản thân của ông. Hả? Bây giờ cách tốt nhất có thể cứu được ông, đó là hợp tác với chúng tôi. Hợp tác? Bây giờ nó đổ hết tội lại cho ông, cho nên chúng tôi tương kế tự kế, gà cho nó khai ra hết. Tới khi mà thành công, như vậy là buộc tội nó, có nghĩa là chứng minh ông vô tội. Như vậy không mới tốt phải không? Có cái gì mà không tốt chứ? Nó nghi quan cho ông, đâu phải là ông nghi nó. Ông còn nghĩ cho nó nữa hay sao? Được, tôi giúp ông. Vậy ông muốn tôi làm sao đây? Thật ra cái vụ này cũng phiền ghê lắm, không biết bắt đầu từ chỗ nào. Hồng Kông lớn như vậy, kêu tôi đi đâu mà kiếm thằng nhỏ đây? Nhưng mà Lâm thiếu đường nhất định là biết được, cho nên chúng tôi muốn nhờ ông đứng ra làm mồi. Vụ nó khai ra tất cả. Làm sao? Chúng tôi sẽ thưa ông tội giam cầm phi pháp trước. Giam cầm phi pháp? Chỉ là tạm thời thôi. Đợi khi buộc tội được Lâm thiếu đường, chừng đó chứng minh lòng vô tội. Nếu chúng tôi không tố cáo ông, làm sao nó chịu tin chứ? Có đúng không? Vậy tôi không có chuyện gì hay sao hả? Nhiệm vụ của chúng tôi là buộc tội những người có tội mà thôi. Ông vô tội ông lo cái gì? Ông vô tội chúng tôi làm sao mà định tội ông được? Chỉ cần Lâm chịu ký tên, Lâm thiếu đường tin chắc là ông đã nhận tội. Chúng tôi có thể ép nó nói ra sự thật. Như vậy là ông được thoát thân.
nhận hết rồi. Đây là hồ sơ chính thức khởi tố Trương Nhật Tân. Giấy trắng mực đen, cả vụ án này ông là chủ mưu đó. Những vụ án gần đây chúng tôi đã thấy nhiều rồi. Can phạm vì muốn chạy tội cho nên đổ hết tội cho người khác. Nhưng mà không sao, chỉ cần ông hợp tác với chúng tôi, ông sẽ được bình yên vô sự. Rất nhiều người có lẽ không biết, nếu như cảnh sát mời hỗ trợ điều tra hay là những người bị cảnh sát bắt, thì họ không có trách nhiệm cung cấp bất cứ khẩu cung nào đối với cảnh sát. Về việc vô tội giả định hay là những người bị điều tra do cục bảo an gửi giấy tới nhà, cùng với những nguyên tắc và chỉ dẫn khi bị lấy khẩu cung, bất cứ người nào bị bắt hay bị điều tra thì cũng đều có những quyền lợi như sau. Trong đó bao gồm cái điều mình biết được tại sao bị bắt, hay là hỏi thăm có quyền liên lạc với người nhà và luật sư để mà xin hỗ trợ. Trong lúc mà bị cảnh sát hạch hỏi thì càng có quyền không thể nói điều gì hay là yêu cầu có luật sư để có mặt đại diện. Với thái độ hoàn toàn không chịu hợp tác đó thì không có gây ra bất cứ tội gì cả. Và nghi can có quyền bảo vệ im lặng. Sự im lặng đó sau này khi xét xử ở tòa thì không thể dùng điều đó làm điều bất lợi đối với bị cáo hay là suy đoán bừa bãi đối với bị cáo. Nè, xuống xe đi, mau lên, xuống xe, mau, mau, đi qua đi, mau, đi, xuống xe, mau lên, mau. Dẫn tôi đến làm gì? Đến trường tòa án tình, không lẽ tới đây picnic sao? Đi mau. Không được đâu, tôi muốn gặp sếp Dĩ. Bây giờ muốn gặp sếp Dĩ hả? Đi đi. Đi đi, đi mau. Đánh ra đi. Đánh ra, nè. Dẫn tôi đến đây làm gì? Dẫn tôi đến đây làm gì? Hả? Sếp Dĩ! Sếp Dĩ, tôi muốn gặp sếp Dĩ! Ông ở đâu vậy? Không liên quan đến tôi mà! Tôi nói là không có liên quan đến tôi mà! Cho tôi gặp sếp Dĩ đi! Cho tôi gặp sếp Dĩ đi mà! Tôi ra coi có gì. Dẫn cao phạm về trước đi. Yes sir. Madam, dẫn phạm nhân về trước. Có hiểu cái gì? Nên ra, có hiểu gì hả? Đi. Đi mau đi, đi mau đi. Mau lên, đi, mau lên, đi. Lên xe, đi, mau, mau. Có người phát hiện cái gì? Tôi muốn gặp sếp Dĩ. Sếp Dĩ đâu? Cấp trên kêu chúng ta về, chạy đi. Sao hả? Thế nào? Tôi sao chứ? Thả tôi ra đi. Ông yên tâm, thi hài con tin chúng tôi đã kiếm được rồi. Bây giờ chúng tôi chính thức khởi tố Lâm Thiếu Đường, bắt cóc và mua xác. Hay quá, hay quá. Chừng nào mới thả tôi ra? Tạm thời chưa được, còn phải ra tòa làm chứng nữa. Ra tòa? Tại sao tôi phải ra tòa? Bây giờ Lâm Thiếu Đường khai ông cũng có phần bắt cóc người và mua xác, cho nên Sở Liêm Chánh khởi tố luôn ông. Thưa tôi cái gì? Mua xác à? Tôi không có mua xác, tôi không có mua xác mà. Tôi đâu biết cái gì. Lúc ông gọi tới với tôi, ông nói không có chuyện gì hết mà, tại sao bây giờ lại? Đừng có ồn, nghe tôi nói đã. Bây giờ là khẩu cung của Lâm Thiếu Đường nói như vậy mà, chúng tôi chỉ làm việc thôi. Ông nói ra tòa mà, bây giờ còn tố cáo tôi nữa. Bây giờ nếu mà ra tòa, tôi phải mướn luật sư. Tôi đâu có tiền để mướn luật sư chứ. Rõ ràng là muốn chơi tôi mà. Tôi cũng đâu có muốn. Nè, nếu như muốn, chúng tôi sẽ xin viện trợ của luật pháp mà. Lúc đầu ông nói, nếu tôi hợp tác sẽ không có chuyện gì hết. Bây giờ đưa tôi ra tòa còn đòi viện trợ luật pháp nữa hả? Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, tôi không có muốn. Nhưng mà bây giờ đã dính vào trong cuộc, nếu như không ra tòa chỉ chứng Lâm Thiếu Đường, ông gặp phiền đó. Rõ ràng là muốn chơi thôi mà. Đừng có nói như vậy,
Biện pháp duy nhất để cho ông thoát thân đó là hợp tác với cảnh sát chúng tôi. Định nghĩa của tội mưu sát là một người có đầu óc tỉnh táo và có năng lực hành động, hơn nữa đạt đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, phi pháp cố ý giết hại một người khác có tính mạng. Và theo như chương 212 của luật pháp Hồng Kông, điều thứ nhì về sự xâm hại cơ thể người khác, nếu như phạm tội mưu sát thì phải chịu ở tù chung thân. Tuy nhiên trong lúc phạm án chưa có đầy 18 tuổi thì quan tòa có quyền xử một thời kỳ phục hình thật ngắn, còn bao giờ có thể ra khỏi tù thì cái đó không có ai biết trước được. Ký tên đi. Ông khỏi cần phải coi. Cái này nè, là lần trước ông được chúng tôi dẫn đi trùng tổ án tình. Thêm vào đồng đảng của ông là Lâm Thiếu Đường đã cung cấp tài liệu cho chúng tôi đúc kết thành khẩu cung. Ký tên đi. Bây giờ có người đi trùng tổ án tình lần nào vậy? Ông không dẫn chúng tôi đi, làm sao tìm được thi hài của em bé? Ký đi. Có lầm lẫn hay không? Trên này viết rõ ràng tôi bỏ cốc tốn tiền, còn nói tôi giúp nó cùng vợ giết chết bé kia. Khẩu cung như vậy làm sao có chữ ký? Nói về cảnh sát đi qua cho ông hả? Ngày xưa cái người nói với tôi, nếu như hợp tác với các người tôi sẽ không chịu gì hết. Bây giờ lại nói ngược, các người kêu tôi nhìn nhận cái tội bắt cóc giết người, còn bản cái tội mua sát nữa. Nếu như tôi ký, tôi có thể ngốc đầu vậy sao? Chết cũng không ký, chết cũng không ký đâu. Mày tưởng tụi tao không biết sao? Cả câu chuyện này mày có phần tham gia. Nếu mày biết điều, hãy ký tên vào đó. Nếu không tao thưa mày tội tấn công cảnh sát. Buông tôi ra đi. Buông tôi ra, buông tôi ra, buông tôi ra đi. Làm gì đó? Muốn tạo phản hả? Sếp, tôi muốn tố cáo nó. Mày nói cái gì? Nè, anh làm gì? Làm việc lúc nãy gì à? Lan, dẫn nó ngoài đi. Yes sir. Không có chuyện gì chứ? Có một chuyện à. Ông đã hại tôi rồi đó. Hãy coi khẩu cung này nè. Kêu tôi nhìn nhận bắt người tống tiền, có làm lẫn hay không? Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, chỉ cần chúng ta thưa được Lâm Thiếu Đường, ông nhất định không có chuyện gì. Ông không hứa cho tôi ra ngoài, bây giờ thế nào hả? Bây giờ ông không hợp tác với chúng tôi, làm sao ra ngoài đây? Tôi làm sao mà hợp tác với ông được hả? Ông chỉ đi đông là tôi đi đông, ông kêu tôi đi tây tôi đi tây. Hả? Cái đồ này đi, chính đồng nghiệp của ông nói cho tôi biết đó, là tôi dẫn các người đi trùng tổ án tình, tìm được bằng chứng trước ra. Tôi dẫn các người đi trùng tổ án tình hồi nào đâu hả? Không phải là người quan cho tôi sao? Anh nghe rõ ràng đi, nếu như tôi cố tình vu khống tôi đâu cần phải nói nhiều như vậy. Được, tôi lặp lại lần nữa, nếu thật sự muốn thoát thân thì điều quan trọng là hợp tác với chúng tôi, bằng không cả hai đều không có lợi. Tôi sẽ đến sở làm chính thưa ông. Đi thưa đi, chúng tôi làm theo luật thôi, không lẽ sợ ông đi thưa hả? Nhưng mà nếu như muốn thưa, tôi dẫn ông đi gọi điện thoại. Ông tự mình có lỗi có tội, kêu ông ký vào tờ khẩu cung này, chỉ muốn giúp ông thôi. Có phải sau khi tôi ký là chứng minh vô tội, có thể thả tôi ra ngoài không? Tin hay không thì tùy ông. Được rồi, nếu nhân cho tôi gọi điện thoại, tôi hứa với ông. Lan à, dẫn ông này đi gọi điện thoại đi. Yes sir. Sếp, tôi cảm thấy làm như vậy không tốt gì mấy. Bộ anh tưởng là nó vô tội thiệt à? Tưởng là nó có thể thưa được mình sao? Yên tâm đi, chúng ta không làm sai đâu. Lúc quan tòa xét xử, chừng đó sẽ biết ai vô tội và ai là người có tội.
nhất bị cáo Lâm Thiếu Đường bị tố cáo ngày 5 tháng 1 năm 1982 tội mưu sát một em bé mang quốc tịch Trung Quốc tên là Lưu Tiểu Minh. Bị cáo thứ hai là Trương Nhật Tân bị tố cáo vào ngày 5 tháng 1 năm 1982 mưu sát một bé trai mang quốc tịch Trung Quốc tên là Lưu Tiểu Minh. Đệ nhất bị cáo có nhìn nhận tội trạng không? Thưa quan tòa, tôi đại diện đương sự của tôi phủ nhận về tố cáo đó. Bị cáo thứ hai có nhìn nhận tội trạng không? Thưa quan tòa, tôi đại diện cho đương sự của tôi phủ nhận tội đó. Luật sư biện hộ có vấn đề gì? Thưa quan tòa, tôi là luật sư biện hộ cho bị cáo thứ nhất Lâm Thiếu Đường. Bởi vì trong lúc cảnh sát lấy khẩu cung của đương sự tôi, trong tình huống không có tự nguyện của đương sự tôi thay mặt cho đương sự của tôi đưa ra thẩm vấn trong vụ án này. Tại sao lại như vậy? Im lặng. Theo thỉnh cầu của luật sư biện hộ, bản tòa quyết định đình vụ án này lại xét xử sau, giải bị cáo về nhà giam, bãi tòa. Tòa. Cái gì đi? Xử lại hả? Tại sao xử lại? Tôi yêu quan mà, giúp tôi đi, giúp tôi đi, giúp tôi đi. Ông xã, tại sao như vậy chứ? Ông kiếm tôi hả? Cái thằng cảnh sát chết bầm, tại sao mày yêu quan cho tao? Sao mày yêu quan cho tao? Tao cho mày không thủ quán, sao mày yêu quan cho tao hả? Thằng đừng có đưa tiền cho mày không? Nói đi, nói đi, nói đi. Đừng nói bậy nha, tôi thương tội phi bán đó. Mày thôi đi, mày thôi đi. Tóm lại từ đó giờ mày yêu quan cho tao, thôi đi. Thôi cho tao chết đi. Cái chuyện này không chỉ lý tới tao, tao không có làm đó. Phải, chính tao không có làm mà. Phải rồi, ta nói chẳng đường biết mà. Ông Lưu có đứa con trai, còn có ông bà có giàu có nữa. Cái thằng đường mượn xe tao, nói tao biết nó đi đâu, nhưng tao nghi ngờ nó lại không đi. Làm cái chuyện đó tao tưởng là nói láo thôi. Cùng là lại hại chết cái thằng nhỏ đó. Nó là chủ mưu á. Đừng nghi quan tôi nha. Ta làm sao lại nghi quan cho tôi chứ? Tại làm sao lại ghi quan cho tôi? Có chuyện đó tao không làm đâu mà ghi quan cho tao chứ? Tại sao ghi quan cho tao? Nói đi, tại sao vậy hả? Tại sao lại ghi quan cho tao chứ? Cho nên xét xử án chung án, đó là điều chúng ta thường gọi là đánh khẩu cung. Bất cứ người nào không có tự nguyện hay là bị ngộ đạo lấy được khẩu cung, thật ra khi ra tòa thì cũng có thể nói ngược trở lại. Trong vụ án này, đệ nhất bị cáo Lâm Thiếu Đường từ đầu cho tới cuối đều không có ký tên trên khẩu cung ở phía cảnh sát. Cho nên khi ra tòa lấy khẩu cung đã bị quan tòa tài định là vô hiệu lực. Lâm Thiếu Đường bởi vì bằng cớ bề ngoài không đầy đủ đã được thả ngay. Anh Đường đã được phóng thích, còn tôi tính sao đây hả? Ông chưa nghe tôi nói. Xin lỗi. Có lộn hay không? Rớt thêm 2 chấm nữa. Bây giờ còn nói gì nữa chứ? Cái đó không phải do tôi gây ra. Tôi bây giờ thế nào đi? Ông đừng xúc động như vậy, từ từ nói. Bây giờ ông được thoát tội rồi. Vụ án này còn có một mình tôi thôi. Xử có một mình tôi. Không có được đâu. Luật sư. Quay, ngồi xuống. Làm ơn, hãy nói chú quan tòa giùm tôi. Tôi đã không cung. Có thể không vậy, lại xuống nữa. Ông nghe tôi nói gì hay không hả? Tôi muốn đã khẩu cung đó, đã khẩu cung đó. Ông Trương à, theo như khẩu cung cảnh sát đưa cho chúng tôi, ông đã ký tên lên khẩu cung đó, chủ nhiệm cũng nhận, làm sao tôi làm việc? Tôi tính sao đây hả? Vậy thì nhận tội. Tôi đang nỉ quan tòa cho ông, sẽ xử cho ông nhẹ tội một chút. Tôi nghĩ là ông suy nghĩ lại đi. Vậy nha. Bồi thẩm đoàn, kết quả đã có chưa? Dạ rồi. Kết quả nhất trí hay không? Dạ có. Sau khi bồi thẩm đoàn bãi tòa thương nghị, nhất trí tài định, bị cáo Trương Nhật Tân tội phi pháp cấm cố thành lập, mưu sát thành lập. Thưa quan tòa, không liên quan đến tôi, tất cả cho Lâm Thiếu Đường giết đó, tôi không làm gì hết. Quan cho tôi lắm đó quan tòa, thưa quan tòa, quan cho tôi lắm quan tòa. Yên lặng, yên lặng. Bị cáo, hãy kiềm tình cảm lại đi. Bây giờ bản tòa tuyên phán, bị cáo Trương Nhật Tân tội mưu sát thành lập, theo luật tử hình. Tội phi pháp cấm cố thành lập,
sự ở tù thời hạn 10 năm. Phân kỳ chấp hành. Tôi không có lỗi, tôi không có liên quan đến tôi. Tại sao lại xử tử hình tôi chứ? Ông xã à, không có liên quan đến chồng tôi. Đâu có liên quan đến tôi. Đâu có liên quan đến tôi sao tử hình tôi chứ? Ông xã à, không có liên quan đến chồng tôi. Đừng có nghi quan cho ông mà. Ở trong cùng một vụ án, có người bởi vì tinh thần luật pháp thà tha chứ không xử quan, để rồi được chạy tội. Và ngược lại, một người vì vậy để rồi bị xử vào ngục tù. Thật ra chế độ tư pháp của chúng ta còn có sự công bằng hay không? Có phải là 100% bảo đảm được tất cả mọi người đều có lợi ích tương tự? Nhiều người cũng nghĩ rằng, theo việc của Trương Nhật Tân bị xét xử, thì cái vụ bắt cóc kia cần phải có một sự kết thúc. Nhưng mà sự thật lại không phải như vậy. Nhật Tân vào ngục tù, ông ấy không ngừng nghiên cứu luật pháp, không ngừng thượng tố. Cuối cùng, năm 1995, năm 1769, lúc đó ông cũng kháng án hả? Có luật sư gặp ông đó, muốn kháng án cho ông. Đi mau. Vào tháng 10 năm 1983, Trương Nhật Tân đã bị đổi lại ở tù chung thân. Ở trong tù lúc nào cũng nói là mình vô tội và không bao giờ bỏ đi cái cơ hội kháng án. Vào tháng 10 năm 1995 và cũng là thời gian 9 năm Trương Nhật Tân bị ở tù. Năm đó ông ấy có một sự giúp đỡ vô dự lợi của một luật sư và đã nêu lên rất nhiều lý do để mà chánh án với Tổng đốc Hồng Kông, lúc đó là Bành Tịnh Khang. Những lý do kháng án kia cuối cùng đã được Tổng đốc Hồng Kông chấp nhận và mang cái vụ án đó đưa lại cho tòa thượng tố để mà xử lý trở lại. Và vụ án đó là một trong 4 vụ án lịch sử của Hồng Kông theo điều lệ trình tự luật hình sự tố tụng đã được Tổng đốc Hồng Kông cho phép xét xử lại. Với bằng chống án. Cảm ơn ông. Cảm ơn. Ông yên tâm, tôi sẽ ráng cố gắng. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Được. Được. Lúc đó ông đừng cho biết những khó khăn khai ngày xưa do cảnh sát ép ông hay không. Cảnh sát đã nói với tôi, chỉ cần tôi kiến khẩu cùng giúp họ thôi cho bằng được ông Đường, tôi sẽ thoát thân đó. Sau đó tôi học luật pháp, hóa ra tôi có quyền không có kiến khẩu cùng. Rõ ràng mấy người cảnh sát kia là muốn phá tôi mà, muốn giết tôi, cho nên cố tình nghi quan cho tôi thôi. Nhưng mà tình hình lúc đó, theo lời khai của cảnh sát, họ dĩ đã khai trước tòa. Hôm đó dẫn ông trở về hiện trường hung án, trường tòa án tình. Ông đã tới vị trí nào đó có những hành động không bình thường, cố tình tránh địa điểm giấu thay. Cái điểm đó tại cuộn băng thâu hình của tòa đã thấy một cách rõ ràng, cũng đủ chứng minh tội của ông. Ông có lời giải thích thế nào? Ông nói đi. Cả câu chuyện đó là do họ thay đen đổi trắng. Ngày nào cũng kêu tôi khí công cung, ngày nào cũng kêu tôi đọc khổ cung. Những người không biết nội tình, nếu như coi nhiều quá cũng biết điểm giấu thay chỗ nào nữa. Chứ dù người thường có nhìn thấy thì hay đi nữa, cũng phải đi vòng phải chứ không. Cái chuyện này cố tình nghi quan cho tôi đó. Rõ ràng cái chuyện này cũng là nghi quan cho tôi mà. Ông hãy bình tĩnh. Tôi đã nghiên cứu vụ án của ông. Thật ra muốn chống án không khó. Hơn nữa tôi cảm thấy lúc đó cảnh sát có nhiều tài liệu rất quan trọng, họ không mang tới cho luật sư biện hộ của ông. Thêm vào sự mâu thuẫn của khẩu cung, muốn chống án cho ông thật ra không khó. Vậy tôi có thể ra ngoài được hả? Cơ hội rất lớn. Cho dù tình huống tồi tệ cỡ nào, tôi cũng có thể xin với quan tòa đổi lại cho ông là tội ngộ sát. Ngộ sát? Như vậy cũng ở tù như thường. Tuy là như vậy, nhưng mà không ở tù chung thân đâu. Theo như hình kỳ của án lệ, trừ đi việc ở tù 3 năm qua của ông, có thể được thả ra lập tức. Nếu như vậy, thì tôi phải còn ở tù nữa à?
Nếu như chống án thành công, ông sẽ là người vô tội. Nếu mà như vậy, tôi nhìn nhận tội ông sát, tôi cũng có thể được thả ra ngoài à? Có thể. Bây giờ chúng ta bàn tới vụ án nha. Chỗ này ông nói là Tòa. Luật sư biện hộ, ông có thể bắt đầu. Dạ thưa quan tòa, các vị bồi thẩm đoàn, tôi thay mặt cho đương sự của tôi ở trong vụ án này. Phía cảnh sát đã dùng thủ đoạn không chính đáng để gài lấy khung cung và tạo ra sự thẩm tra không công bằng, cho nên ông mới thượng tố. Theo kỷ lục của cảnh sát, giờ ngày 5 tháng 1 năm 1982, có người chính mắt nhìn thấy bị cáo của tôi dẫn em bé bị hại là Lưu Tiểu Minh đi. Bản tòa bây giờ tuyên phán bị cáo Trương Nhật Tận tội án mưu sát không thành lập, tội ngộ sát thành lập, theo luật lệ xét xử ở tù 8 năm. Bởi vì bị cáo phục hình trên 8 năm rồi, cho nên bản tòa tuyên cáo bị cáo được phóng thích ngay tại tòa. Năm 3769 đã tới giờ thay đồ ra tòa. Ông Trương hả? Sắp ra tòa, đừng có hồi hộp nha. Ông chỉ cần theo lời dặn của tôi, nói chuyện với quan tòa là được rồi. Ông cần phải nhớ kỹ, mọi vấn đề tôi hỏi ông cần phải trả lời theo như những gì chúng ta đã bàn với nhau, đúng sự thật, đừng để xảy ra sai sót. Như vậy tôi mới giúp được ông. Tòa. Sự biện hộ hai phía bây giờ có thể trình chứng nhận. Tôi nhận tội. Dạ thưa quan tòa, tôi nhận tội, tôi giết chết em bé đó. Tôi đã lỡ tay giết chết em bé đó. Tôi ngộ sát quan tòa. Sửa tôi ngộ sát đi. Sửa tôi ngộ sát đi. Tôi nhận tội. Tôi nhận tội. Tôi nhận tội. Tôi nhận tội. Thưa quan tòa, thân chủ của tôi bây giờ tinh thần không ổn định, cho nên tôi đại diện cho ổng, xin về ngày xử lại. Thưa quan tòa, tâm tình tôi rất ổn định. Hãy sửa tôi ngộ sát đi. Hãy sửa tôi ngộ sát đi. Vì án tình có sự thay đổi, bản tòa bây giờ tuyên bố nghỉ phiên tòa này. Luật sư biện hộ, theo tôi. Ông có lộn hay không? Tại sao không chịu theo những lời tôi dạy cho ông nói? Tại sao lại nhận tội chứ? Chính ông đã dạy tôi mà. Ông đã nói mà, nếu như tôi nhận tội ngộ sát, tôi sẽ được thả ra ngoài. Tôi đã ngoài hết 10 năm rồi. Nè, bình tĩnh đi. Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi muốn ra ngoài, ông hiểu không hả?
của ông Toàn nói thế nào? Tôi có thể ra phải không? Đúng ra tôi có thể diện lý do luật sư có thành kiến đối với ông. Luật sư chưa làm tròn chức năng. Cảnh sát dùng thủ đoạn bất chính mà ép cung, xét xử không công bằng. Tôi muốn dùng những điều đó để mà thưởng tối giùm cho ông. Ông có biết lúc nãy quan tòa nói chuyện tôi cứng miệng luôn không hả? Ông hỏi tôi lần đầu ra tòa làm luật sư có phải không? Còn hỏi tôi làm sao mà nói chuyện với đương sự của tôi? Ông nghĩ thế nào? Vậy như thế nào? Bây giờ tôi chỉ có thể dùng quan tòa nguyên thẩm để mà dẫn dụ những sai lầm, không đưa ra những khả năng ngộ sát đối với bồi thẩm đoàn để mà thưởng tối giùm cho ông. Vậy đúng rồi, hãy kêu họ tôi tòa ngộ sát đi. Ông dùng đó có được không? Là ngộ sát đó. Ông biết ngộ sát là cái gì không? Có nghĩa là không có nguyên nhân để mà giết người. Bây giờ trước mặt mọi người, ông nhận là ông có tội. Ông nghĩ là có người nào không có làm, nhưng tự nhận là mình có tội hay không hả? Ông đừng tưởng ông tự nhận tội, người ta sẽ xử ông như vậy. Dạ thưa quan tòa, bởi vì đương sự của tôi sửa lại tội ngộ sát, tôi xin đại diện cho đương sự tôi mà lý do thượng tố thu hẹp lại. Quan tòa nguyên thẩm nhận dụ những sai lầm và không nói cho bầu thẩm đoàn biết, cũng có thể đưa ra tội ngộ sát. Bản tòa thương nghị, bản tòa cần nhắc nhở cho bộ thẩm đoàn biết, suy nghĩ đến tội ngộ sát không phải là điều tất nhiên. Các vị cần phải nghĩ toàn diện về các bằng chứng từ mọi phía, về những lý do do luật sư biện hộ nêu ra để làm cơ sở cho sự phán quyết. Quý vị bộ thẩm đoàn, bây giờ thương nghị đi. Bộ thẩm đoàn đã có kết quả chưa? Có. Kết quả có nhất trí không? Nhất trí, chúng tôi nhất trí tại định bị cáo duy trì nguyên phán. Ông có liên quan tới vụ bắt cóc người mà ông thay chúng tôi về giúp việc điều tra? Không phải tôi, là thằng Đường đó. Thằng Đường nào? Lâm Thiếu Đường đó. Bây giờ Lâm Thiếu Đường chỉ chứng ông, nói là ông có phần bắt cóc và mua sát người, cho nên sở luật chánh đã tố cáo luôn ông. Việc duy nhất có thể cứu được bản thân của ông đó là hợp tác với chúng tôi thì ông mới có thể thoát được. Bị cáo Trương Duy Tân mua sát thành lập. Mình là không có liên quan đến chồng của tôi. 53769, có luật sư muốn gặp ông kìa. Tôi hỏi luôn, đến đây kháng án giùm cho ông. Thưa quan tòa, tôi nhận tội, tôi đi giết chết tên vẽ đó. Quý vị bộ thẩm đoàn, kết quả có chưa? Chúng tôi nhất trí tại định bị cáo duy trì nguyên phán. Không liên quan đến tôi, chính Lâm Thiếu Đường giết đó, không phải là tôi. Tôi oan ức lắm mà, tôi oan ức lắm. Và thưa quan tòa, tôi oan ức lắm. Bị cáo bị xử cho tới giờ, thời gian qua nhìn ông ấy đã ở trong tù 22 năm. Có nhiều người lại nghĩ rằng sự tài quyết lần này của bị cáo thuần túy là do sự ngu muội của ông ta, để rồi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Có lẽ chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Thật ra luật pháp trên thế giới này cần phải tha chứ đừng nghi quan, hay là tha nghi quan chứ đừng có tha. Sau khi bị cáo thượng tố thất bại, trong thời gian thụ hình, ông ta vẫn không ngừng gửi thư yêu cầu phán án. Cùng ông ta còn dẫn dụng một câu nói ở trong cuốn phim Quan Ngục nổi tiếng. Câu nói đó chính là: địa ngục thật sự không có gì hơn là để một người vô tội vào trong địa ngục.
để so sánh cuộc sống ở trong địa ngục của ông ta